lần đầu gặp mặt ấy, anh tặng em này. Em cảm ơn ạ. Trợ lý, chỉ đường cho bọn tôi đến chỗ nào lãng mạn và ấm áp đi. Đến nhà nghỉ nhé. Mày điên à? Nhà nghỉ cái gì ở đây? Chỗ ấy ấm áp và lãng mạn mà. Đi chỗ ấy đi. Không được. Hẹn hò không đi chỗ ấy thì đi chỗ nào? Không được. Đi như thế là đốt cháy giai đoạn. Đằng nào cũng ăn uống rồi đi nhà nghỉ, vậy sao không đi nhà nghỉ ngay từ đầu cho đỡ mất thời gian? Này, tao không đùa mày đâu nhá. Đi chỗ khác đi. Đàn ông đàn ăn đàng hoàng tử tế, ai dẫn phụ nữ vào chỗ đấy? Không phải diễn, mấy lần trước mày vẫn đưa con nhà người ta vào đấy còn gì. Anh không ngờ anh là loại người như thế đấy. Chị cũng không cần phải làm màu, trong lòng chị cũng thích bỏ xừ ra lại con. Mày có im mồm đi không? Thế chốt lại có đi nhà nghỉ không? Không. Nhưng tao biết mày muốn mà. Tao không thể nói chuyện với hai người nữa. Ok, em ơi, em ơi, em ơi, em. Quên, cho tôi xin bó hoa. Em ơi. Thế có đi nhà nghỉ nữa không? Đi với ai? Đi với mày à? Đồ ăn hại. Ăn hại là mày chứ không phải là tao. Có mỗi đứa con gái cũng không đưa đi nhà nghỉ được. Vô dụng.